Vậy là mùa hè năm 2023 đã chính thức được bắt đầu. Thật vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9, sẽ có rất nhiều bộ hoạt hình 3D Trung Quốc được ra mắt, được những nhà phê bình đánh giá rất cao về cả chất lượng cũng như là hình ảnh khi mới được công bố. Vậy đâu sẽ là những bộ hoạt hình 3D Trung Quốc đang được khán giả mong đợi nhất, nội dung của nó sẽ như thế nào và được mọi người đánh giá ra sao? Hôm nay, chúng ta hãy cùng LTG điểm qua những bộ hoạt hình 3D Trung Quốc mùa hè 2023 được đánh giá cao nhất mà các bạn nhất định phải đón chờ. Video này có tham khảo từ một số trang báo trong và ngoài nước khác. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào. Let's go! Ngay khi Song Thần Chi Chiến kết thúc, những tưởng phải rất lâu sau nhà sản xuất mới phát hành phần 2 thì thật bất ngờ, ngay khi kết thúc phần 1 để nối tiếp thành công vang dội, nhà sản xuất đã ngay lập tức công bố lịch chiếu phần 2 của Đấu La Đại Lục. Không chỉ vậy, hàng loạt trailer vô cùng hấp dẫn cùng với kỹ xảo quay vô cùng đẹp mắt cũng đã được nhà sản xuất liên tiếp tung ra. Và tất nhiên rồi, đặc biệt nhất vẫn là tạo hình nhân vật trong sử lai khắc thất quái đời tiếp theo trong Đấu La Đại Lục phần 2. Có thể nói, đây sẽ là một sự lột xác hoàn toàn mới về nhân vật cũng như diễn biến, khác hẳn với phần 1. Thực tế, nó chỉ còn một chút liên quan mà thôi. Đầu tiên, theo như trailer mới nhất vừa được nhà sản xuất tung ra, chúng ta đã ngay lập tức bắt gặp hình ảnh của Hòa Thái Đầu, một thành viên trong thất quái đời tiếp theo. Thứ mà Hòa Thái Đầu am hiểu nhất chính là hồn đạo khí, thứ vũ khí đã làm nên tên tuổi của Nhật Nguyệt Đế Quốc, một đế quốc vô cùng hùng mạnh, sở hữu vũ hồn thực vật hệ phụ trợ. Hòa Thái Đầu sau khi đột phá phong hào Đấu La, liền lấy danh hiệu là Hủy Diệt Đấu La, và sở dĩ anh ấy lấy danh hiệu này làm tên gọi của mình cũng chính vì thứ vũ khí trong tay anh ấy tạo ra, đó chính là Hủy Diệt. Có thể nói, Hòa Thái Đầu chính là người cực kỳ am hiểu về hồn đạo khí. Bởi vậy, mỗi hồn đạo khí mà anh ấy tạo ra, nó đều mang sức mạnh hủy diệt. Tiếp theo, sau Hòa Thái Đầu chính là Bối Bối, lão đại trong sử lai khắc thất quái. Anh chàng này xuất thân từ gia tộc Làm Điện Bá Vương Long, thế nhưng anh ấy lại không sở hữu vũ hồn Làm Điện Bá Vương Long đầy khí phách như những thành viên trong gia tộc. Ngược lại, giống như người ông của mình là Mục Ân, sau khi vũ hồn thức tỉnh hoàn toàn, nó đã biến dị thành Quang Minh Thánh Long. Bởi vậy, sau khi trở thành phong hào Đấu La, anh ấy đã lấy danh hiệu là Long Thần Đấu La. Giống với người ông đã khuất của mình, anh được rất nhiều người yêu mến. Tiếp theo sau Bối Bối sẽ là Hoắc Vũ Hạo, nhân vật chính trong phần 2 của Đấu La Đại Lục. Nói đến Hoắc Vũ Hạo, đây có thể nói là một người hoàn hảo. Hoàn hảo không chỉ bởi tính cách, suy nghĩ của cậu thiếu niên này cũng vô cùng thấu đáo. Chính vì thế, con gái Đường Tam đã đem lòng yêu say đắm. Ban đầu, Hoắc Vũ Hạo sở hữu cho mình vũ hồn bản thể là Linh Mâu. Trải qua thời gian, nhờ có sự trợ giúp của Thiên Mộng Băng Tắm, hồn thú 100 vạn năm, Hoắc Vũ Hạo đã cho mình thêm một cái vũ hồn nữa, đó chính là Băng Bích Đế Hoàng Hạt hệ cường công. Chưa hết, nhờ có vận may, Hoắc Vũ Hạo còn được Y Lão, Y Lai Khắc Tử trợ giúp. Bởi vậy, cậu ấy có được thêm một cái hồn hoàn, đó chính là Tử Linh Thánh Pháp Thần, vũ hồn cực kỳ đặc biệt. Bởi vậy, nó chỉ có một cái hồn hoàn duy nhất. Có thể nói, nhắc đến Hoắc Vũ Hạo có quá nhiều nội dung cực kỳ đặc biệt. Kế tiếp trong sử lai khắc, chúng ta còn có thêm 4 người nữa, đó chính là Đường Vũ Đống, con gái của Đường Tam, Từ Tam Thạch, tay trời hệ phòng ngự, Giang Nam Nam, cô gái mang tốc độ của tia chớp, Tiêu Tiêu, mỹ nhân hệ phụ trợ. Kế tiếp sau thất quái, một người cực kỳ thân thiết với nhân vật chính và cũng là người yêu của Bối Bối, đó chính là Đường Nhã, chủ nhân của Đường Môn 10 vạn năm sau. Có thể nói, nhắc đến Đường Nhã, nàng chính là người chịu nhiều bất hạnh nhất. Tông môn suy tán, bản thân sở hữu làm ngân thảo nhưng chỉ là phế phu hồn, vì thực lực yếu kém, thế nên nàng đã quyết tâm tìm cho mình một con đường riêng. Nàng đã bị sát khí ăn mòn, cuối cùng trở thành tà hồn sư. Rất may sau này Hoắc Vũ Hạo đã cứu được nàng. Có thể nói mặc dù số phận bi đát, thế nhưng nàng thật hạnh phúc khi mà có Bối Bối kề bên. Và sau này, cũng nhờ có Bối Bối và Hoắc Vũ Hạo, Đường Môn đã lại một lần nữa phục hứng và trở lại thời kỳ cường thịnh như ban đầu. Qua những đoạn trailer mới nhất mà nhà sản xuất vừa tung ra, chúng ta đã có được một cái nhìn khái quát về Đấu La Đại Lục phần 2. Đấu La Đại Lục phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn ấn định ngày ra mắt vào ngày 17 tháng 6 tới đây. Tần Thời Minh Nguyệt phần 7 Vong Tần Tất Sở. Bối cảnh loạt phim truyền hình này được bắt đầu từ việc xây dựng đế chế đầu tiên của Trung Hoa nhà Tần và kết thúc khi mà kinh đô Hàm Dương bị xâm nhập bởi quân nước Sở. Hành trình của loạt phim này kéo dài 30 năm,
tính cả phần ký ức, phim kể về một bậc hảo hán tên là Thiên Minh, mang dòng máu của anh hùng, trưởng thành và cũng thành một bậc anh hùng, cũng như sự thay đổi phát triển của lịch sử và tài năng của anh ấy. Bộ phim khơi gợi cảm hứng ở sự kết hợp giữa võ hiệp, viễn tưởng và lịch sử, dẫn dắt khán giả đến những cao trào của câu chuyện cũng như là vẻ hoa lệ và xinh đẹp cổ kính của thế giới Trung Hoa 2000 năm về trước. Tần Thời Minh Nguyệt phần 7, Vong Tần Tất Sở, tuy nhà sản xuất chưa công bố chính xác ngày ra mắt nhưng đã có dự kiến sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay. Thiếu Niên Ca Hành phần 3, Hải Ngoại Thiên Sơn, một trong những bộ hoạt hình chuyển thể thành công nhất của Yoku. Thiếu Niên Ca Hành vừa mới đây đã kết thúc hành trình hai phần của mình, để lại trong lòng khán giả nhiều nỗi bồi hồi xúc động về cốt truyện cũng như vẻ mặt tạo hình của nhân vật. Không phụ niềm mong chờ của khán giả, không lâu sau khi mà ra mắt tập 32 của phần 2 bộ phim, nhà sản xuất đã chính thức tung ra trailer đầu tiên của Thiếu Niên Ca Hành, nối tiếp những dở dang của mùa trước và hé lộ ra vài chi tiết về những diễn biến tiếp theo của bộ phim. Phần 2 của Thiếu Niên Ca Hành được chia thành hai phần riêng biệt với hơn 1 tỷ lượt xem trên toàn thế giới, được coi là một trong những bộ phim được đề cử và xem nhiều nhất trên nền tảng Youku của Trung Quốc. Mặc dù chưa có thông tin chi tiết về ngày chính thức ra mắt phần 3 của tập phim Thiếu Niên Ca Hành, nhưng phía công ty sản xuất phim đã có thông báo xác nhận về việc Thiếu Niên Ca Hành sẽ ra mắt vào năm 2023, cùng với đó là trailer phim được tung ra ngay sau khi phần 2 của bộ hoạt hình này kết thúc, đã thỏa mãn được đa số mong đợi của khán giả về diễn biến tiếp theo của bộ hoạt hình ăn khách này. Phàm Nhân Tu Tiên phần 3, Tinh Hải Phi Trí. Phàm Nhân Tu Tiên phần 3 với tựa đề Tinh Hải Phi Trí, khúc hồn thành công kết đan. Nếu đã lạc vào thế giới rộng lớn trong thiên hiệp, là fan của thể loại kỳ ảo này, chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua tác phẩm Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ. Chỉ riêng cái tên Vong Ngữ thôi đã đảm bảo được chất lượng nội dung của cốt truyện rồi. Phàm Nhân Tu Tiên kể về câu chuyện của một người phàm có mong muốn tìm hiểu thế giới rộng lớn đang sống của mình, mà vô tình gặp được vô vàn cơ duyên trên con đường tu tiên. Phim có kết cấu hợp lý, trôi chảy, có văn phòng cố đống, xúc tích không lan man, dài dòng. Nhân vật bên trong phim đều có tính cách đặc trưng riêng biệt, có số phận kỳ ngộ khác nhau. Những chi tiết bên trong phim phối hợp với bối cảnh hùng vĩ rộng lớn trong thế giới tu chân, đảm bảo sẽ làm các bạn hài lòng. Phàm Nhân Tu Tiên phần 3, Tinh Hải Phi Trí, mặc dù chưa ấn định ngày ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ là một bộ phim tuyệt đỉnh đáng mong chờ. Nhà sản xuất cũng đã thông báo sẽ ra mắt vào mùa hè năm nay. Tây Hành Kỳ phần 5. Bối cảnh của Tây Hành Kỳ là thời đại thần linh viễn cổ, nơi thiên giới long tộc xạ xoa Atula, Ma Hầu La, yêu quái và nhân loại cùng tồn tại. Và 16 năm về trước, sư đồ của Đường Tam Táng được thiên giới giao trọng trách đi tới Tây Thiên Cực Lạc để đem vé kỳ kinh, ngọn lửa vĩnh hằng, nhằm cứu khổ chúng sinh. Tuy nhiên, tất cả đều không ngờ được kỳ kinh đem vé lại khiến phân tranh trở nên gay gắt hơn. Những ám hồn tích tụ dần dần trở nên lớn mạnh, vận mệnh của thầy trò Đường Tam Táng cũng vì thế mà thay đổi. Tôn Ngộ Không vì bảo vệ kỳ kinh mà bị Tam Nhãn Thần Tướng giết, Chư Bát Giới bị nhổ răng nanh, Sa Ngộ Tính bị xóa đi ký ức, Đường Tam Tạng phải sống tại nhân gian. Mặt khác, kỳ kinh dù 16 năm được bảo vệ bởi long tộc Thiên Vũ Sơn cũng không tránh khỏi tai mắt của thiên giới nên đã gặp phải nguy hiểm, được kỳ kinh cứu sống. Bạch Lang quyết tâm thuyết phục Đường Tam Tạng tiếp tục một lần nữa lên đường đưa kỳ kinh trở về Bỉ Ngạn. Con đường trả kinh đầy thử thách nguy nan bởi cùng lúc phải tránh sự truy sát của thiên giới và sự quấy nhiễu của yêu ma tại yêu quái đại đạo từ đây bắt đầu. Tây Hành Kỳ phần 5 hứa hẹn sẽ là một tác phẩm hoạt hình đáng mong chờ nhất mùa hè năm nay.